Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Và cái gì vậy? Mới vào thôi mà Aerobrite đã đứng ở phía sau mình rồi. Oh no no no, không quay lại đâu các bạn. Kệ hắn đi. Rồi, và ở tập trước thì mình đang trên đường đi tìm cái cánh rừng nhiệt đới các bạn. Và sau một khoảng thời gian di chuyển thì mình đã thấy dấu vết của cánh rừng rồi các bạn à. Thật là một điều tuyệt vời ha. Ồ, đằng kia còn có công trình gì nữa cơ. Ồ, một xíu mình sẽ qua đó kiểm tra thử ha. Còn bây giờ thì mình sẽ nghía xung quanh đây coi có tre không. Để mình lấy một ít tre á. Quan trọng là có tre là được hả. À, và bạn nào có nhu cầu mẹ Roblox, Love Fruit cũng như là mua unit toilet á, thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ qua bên kia luôn các bạn à. Ờ, hướng này thì không có tre rồi. Mình sẽ tranh thủ khám phá cái công trình đó sẵn tiện trú mưa luôn. Trời đất ơi, mình mắc cái cơn mưa này từ nãy tới giờ mà nó chưa tạnh các bạn ạ. Mưa gì mà dai dữ không biết nữa. Không biết là bên trong này sẽ ẩn chứa cái gì đây. Ồ, ê sao mình nghe tiếng quái vật kêu ta. Đừng nói trong này nó nhốt quái vật nha. Chưa chưa, để mình tìm cái đường vô các bạn ơi. Hay là đây là cái chỗ của những con gấu bông ta. Mình thấy cái khói này quen quen nha. Hôm bữa mình cũng gặp một lần rồi ở bên địa ngục á, nên là mình để ý các bạn ơi. Ui chuẩn luôn rồi. Ê, ê, ê. Ui đây là cái tiệm pizza rồi. Ở sao mình thấy quen quen. Ui nè 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 nè, con gấu bông trong Final Freddy gì nè các bạn. Trời 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 chắc ơi. Ui nó đánh mình đau nha. Ê, ê, con gì vậy? Con này là puppet. Yêu. Kinh dị thiệt sự luôn các bạn ơi. Mấy con gấu bông này nhìn thì vô hại nhưng mà lại gần nó quýnh mình là cực kỳ thốn luôn nha. Ui trong này cũng khá là nhiều con gấu bông đang núp ở những cái góc khác á. Mình sẽ từ từ qua đó coi thử. Nè nè nè. Ây da. Ui sao con này đến đâu vậy? Ui. Cái gì? Ở bên trong cái con gấu bông còn có một con khác nữa. Ý, có cái đầu nó kìa các bạn. Măng gà le. Yêu. Kinh ghê luôn á. Và ở đây nó có rất là nhiều món đồ. Nhìn thì có vẻ đẹp ha. Có gì là mình sẽ mang về mình trang trí nơi ở của mình cũng ok các bạn ơi. Ồ đây chắc là nhà vệ sinh của cái tiệm pizza á các bạn. Cái này có máy chơi game nè. Còn có gì khác không? Ồ, hình như đây là khu vực chơi game với ăn pizza thôi. Con gạt. Ồ. Gì đây? Mình sẽ thử đi vô. Ui, trong kia có mấy cái tủ vàng kìa, không biết là nó giấu gì trong này. Ok. Không có giấu gì hết. What? Sơ bộ thì trong này chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Ê, cái con gì nó gịch mình lại vậy? What? Đây là... À, đây là cái cổng ra hay sao á? Chắc vậy quá. Thôi đủ rồi. Xíu có gì mình ghé ngang mình lượm một vài món đồ mang về trang trí sao các bạn. Trời 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 ơi, giật hết cả mình. Ui. Giết rồi. Thiệt luôn á. Mình đi tới đâu mình cũng bị hù hết á. Thiệt luôn. Cay thế không biết. Nữa nữa nữa. Có con gì đó nó mới kêu lên các bạn ơi. Ê, đừng nói là trong cái cánh rừng nhiệt đới có một sinh vật kỳ dị khác nha. What? Hả? Kia là con gì vậy? Nó bay bay kìa. Quay 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 quay. Bình tĩnh man. Ê. Ê con dơi các bạn ơi. Ow. Con dơi. Trời trời trời. Con dơi này. Hù ai hả? Có con dơi thôi à, mà nó nó nhìn cũng khá là đáng sợ các bạn ơi. Rồi ở đây có khói vàng, mình sẽ tranh thủ mình lượm ha. Ê con gì vậy? Ui cái con gì mà cái mắt của nó sáng ngay ghen cái đèn pha ấy đó các bạn ơi. Miền đất ơi. Các bạn coi kìa.
Nó khổng lồ luôn, nó bự, còn hơn cái con Siren Head mà mình từng gặp nữa. Ủa nó rồi. Ủa nó biến mất rồi. Ủa rồi đằng kia là cái gì nữa vậy? Ê, cái con Nai lất khơi gì đó các bạn ơi. Ôi, ôi có đệm các bạn ơi. Mình bị tối thích luôn rồi kìa. Never the dream. Ow. Ow, no 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 no. Ui. No 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 no. Không ổn rồi. Nó đang đứng trên đầu nó đợi mình. What the heck? Được rồi, cái khiên. Ôi. Ủa nó biến mất chưa? Nó xuống đây rồi. Oh no. Ow. À. Mình bị con phe vào rim nó săn đuổi các bạn ơi. Ai. Gây thế nhờ. Trời ơi. Mới tới cánh rừng thôi mà đã bị cái con đó nó xử rồi. Mình phải quay trở lại đó để trả thù mới được. Yeti. Ui no. Ui kìa. Con gì nữa vậy? Mình còn chưa ra khỏi nhà nữa. Oh my gosh. Ủa nó biến mất rồi. Không. Hôm nay lại là một ngày tồi tệ rồi các bạn ơi. Không ổn tí nào. Slenderman. Ê. Hắn ta vẫn đứng trước nhà mình. Không. À, cái gì vậy? Ui, hắn hù mình các bạn ơi. Chạy, trước khi mà hắn á đuổi kịp mình, thì ghê quá. Hồi nãy là mình nhớ là mình gần cái chỗ tiệm pizza đúng không? Ủa cái hang nào ta? À, ủa nó vẫn còn đây. Ủa không, nó chưa biến mất các bạn ơi. Ấy, cái con phép vỡ rim này. Ủa nó đâu rồi? Nó biến mất chưa ta? Ê hình như hình như nó biến mất rồi các bạn ơi. Ok. Thiệt luôn á. Ice. Mình đã nằm xuống tại đây 2 lần liên tiếp rồi. Ủa? Chỗ nãy mình ngậm. À hình như ở đây hay sao nè. À không phải cái hang này. Hình như cái hang đâu đó bên góc này thì phải. Này này, ở đây nè các bạn. Ui. Nó vẫn còn ở đây một con. Ui không. Mình ghét nó. Ai. À. Bắt buộc là mình phải xài trích lõi để đánh nó các bạn ơi. Ây da. Ui vậy mà nó vẫn đánh tới mình kìa. À con này. Cái tầm đánh của nó xa quá các bạn ơi. Ui, mình lượm được một vài món đồ của mình à. Trong đó có áo giáp kim cương, quần kim cương và một trái táo vàng. Ok, đợi đỡ đường xíu. Nhưng mà ở dưới còn nhiều đồ của mình lắm. À có cái cung. Nhưng mà mình lại không có mũi tên để bắn nữa các bạn ơi. Cay thiệt chứ. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình là bậc thầy trích lõ. Con này nó cũng tới số với mình thôi. Ui đó. Trời trời. Ui, nó đánh đau quá các bạn ơi. Không được rồi, mình phải ăn hồi phục máu lại mới tiếp tục chiến đấu được. Ăn trái táo luôn á cho chắc cú. Ok. Người đã gặp bậc thầy trích lõ rồi, cái con kia. Người tới số. Ngày tàn của người đã tới. Phe và rim hả? Nhát chém quyết định. Ok. Vậy là cuối cùng mình cũng hạ được cái con phe và rim để trả thù rồi các bạn ơi.
Đây nó dã man luôn á. Mình đã mất cả đống kinh nghiệm rồi. Giờ thì chưa chứ này hơi nhiều Reaper nha. Phải cho nó biến mất bớt mới được. Rồi lấy lại đồ thôi các bạn ơi. Coi đồ nó túa kìa. Ủa, what the hell. Ôi đằng kia có con gì nữa kìa các bạn. Ban ngày ban mặt mà. Ây á. Ui con này 600 máu lần. Ui no. Nữa rồi. Gặp thứ dữ nữa rồi. Không. À. Tại sao? Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với mình các bạn ơi. Thiệt sự luôn á. Trời ơi, gặp pho tượng nữa chứ. Không biết nó có canh cái xác mình không. Ok, mình sẽ tranh thủ. Bên dưới lụm đồ. Ê, nó bên kia. Đừng có nhìn nó, hồi nãy mình nhìn nó nên bị nó dí các bạn à. Giờ mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ không có dòm nó ha. Chuẩn bị chạy nè. Chạy lẹ các bạn ơi, trước khi mà nó dịch chuyển lại mình. Mình không muốn nó lại gần đâu. Ui. Chuồn thôi. Ui, cái nón kim cương của mình nó sắp nát tới nơi rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Thôi, mình sẽ cất cái nón kim cương vô ha. Mình đội tạm cái nón sắt đi. Màn đêm lại buông xuống nữa rồi. Come on. Nãy giờ chúng ta xà quần khu vực này nguyên một ngày rồi đó. Chỉ để lấy lại số đồ đã mất thôi. Ê. Midnight Locker. Ê, bình tĩnh. Mình có nên vô trong nó không các bạn? Thôi, mình nghĩ là mình nên vô cái tiệm pizza này qua đêm các bạn ơi. Quá chừng quá đất cái khu vực này rồi. Đóng cửa lại. Ok. Ít ra trong này thì nó cũng an toàn hơn một xíu. Đây là Toy Freddy. Có đánh không? Toy Freddy có vẻ thân thiện các bạn. Ok. Vậy thì được. Ui. Cố thủ thôi các bạn ơi. Giờ mà ra nữa là có biến nữa đó. Mình sửa nghía coi. Ui, mình nghe tiếng động lạ. Đâu á? What the hell? Tiếng nó phát ra từ đâu nhờ? Ê, con xương này. Đi chỗ khác. Con xương khốn kiếp. Hình như mấy con kia biến mất rồi. Ui, nó tới. Ui, các bạn có thấy con gì trắng trắng không? Kiểu này sao mình dám vô cánh rừng lúc nửa đêm trời. Thiệt luôn á. Ê, nó vẫn còn ngoài các bạn ơi. Ui không. Slumbering old man gì á. Ê, cái con này nhìn cái đầu nó ghê quá à. Đây, mình còn đuốc các bạn ơi. Phải có đuốc mới được đó. Ủa nhưng mà con này hình như nó không có dí mình hay sao á. Anh thằng ơi, coi cái đầu nó kìa. Yêu. Thôi, đừng có thử lửa các bạn. Có ngại phỏng tay đó. Tốt nhất là mình mặc kệ nó đi. Đi tìm tre sớm rồi đi về nhà nè. Mình đã không ưa nổi cái vụ mà đi phiêu lưu nửa đêm như vậy rồi. Không. Phải chuồn đó. Tìm tre. Quan sát kỹ nha. Tre đâu. Ủa, nguyên cái đường rộng vậy mà không có tre ta. Cái gì á? Ê, có con gì nó mới dọa mình các bạn ơi. Ê, cái gì ơi?
Nô, không vui không vui, giỡn gì không vui. Quá đủ rồi, quá đủ rồi nha. Ok, mong là mình không gặp những thứ đó nữa. Giờ mình đã vô rừng rồi đó các bạn. Nguy hiểm sẽ tăng lên đó, nên là phải tập trung cao độ nha. Quầy quầy, không chơi núp nha. Ôi, trong cánh rừng có cái gì kìa. What the heck. Ủa sao đằng kia lại có lửa trại ta. Ở đây đây đây. Tre đây rồi, tre đây rồi. Let's go. Mình đã tìm được tre rồi các bạn ơi. Và đây là khu vực không biết của ai nữa, nhưng mà mình cứ ghé qua thử đi. Có ánh sáng là có sự sống các bạn. Ê, hình như của làng. Ồ, hình như đây là một ngôi làng trong rừng. Wow, cuối cùng mình cũng gặp được nơi có sự sống để giúp đỡ mình rồi. Ok, hello anh Golem. Wow, thích nha. Mình sẽ kiếm một cái nhà dân làng nào đó có giường ngủ đàng hoàng, mình ngủ ké không? À đây, chắc rồi, thông cảm tôi là lữ khách qua đường. Thôi cho tôi ngủ ké đi. Ok, rồi xong phim. Anh kêu bác dân làng nhiều. Tặng bác con dòi nè. Rồi, sáng dậy thì đỡ sợ hơn rồi đó. Những thứ kia chắc nó cũng ít xuất hiện hơn các bạn ơi. Ban ngày ban mặt mà. Ok, và mình sẽ giúp đỡ làng. Dân làng đã giúp mình qua đêm thì mình sẽ giúp đỡ dân làng bảo vệ ha. Ok, có qua có lại đâu chứ. Trong rương thì gà kiếm được một ít các bạn à. Gậy sách thì thôi để lại cho người ta đi. Ừ, có tre nè, mình sẽ lấy thêm tre mang về ha. Ui, còn có sắt ở đây nữa. Mượn luôn. Đang kiểu thiếu thốn các bạn à. Ngoài ra thì trong làng mình thấy là hình như là không còn cái gì nữa. Mình nghĩ mình sẽ đi thêm một đoạn ngắn ở trong rừng trước khi mà trời lặn xuống ha. Rồi chúng ta sẽ trở về nhà là ok. Chứ lỡ tới đây mà không khám phá xung quanh thì cũng hơi uổng á các bạn ơi. Ôi, nhưng mà cái cánh rừng này có vẻ cũng không to lắm. Nếu mà nhìn từ trên cao xuống nè, các bạn thấy gì đó. Kiểu như có đúng một ngôi làng ở trong cánh rừng là hết cánh rừng luôn các bạn à. Kiểu ngôi làng này sống ẩn hay sao. Gần đây thì cũng có một vài công trình ghê rợn ha. Bên kia thì hình như là hướng biển. Ok, để mình qua hướng biển coi thử như thế nào. Chính xác là như vậy luôn. Rồi, hiểu rồi đó. Ừ, cái con gì dưới nước vậy? Cá mập hả? What? Bữa giờ mình cũng ít ra biển. À không, đó là cá heo các bạn ơi. Cá heo với cá nhà táng nữa ha. Ủa, đằng kia là con gì vậy? Ê, cái con gì mà cái mắt nó phát sáng như vậy? Oh, Herobrine nữa. Ok, là con gì vậy? Ê, quay quay. Hình như con cá đó bị dính lời nguyền của Herobrine các bạn ơi. Mà nó rất là bự luôn nha. Thôi 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 thôi, biết tới đó được rồi, biết tới đó được rồi. Đi về các bạn ơi. Wait, what? Slenderman vẫn chưa buông tha cho mình các bạn ơi. Sau khi trở về, hắn ta vẫn đứng trước cái lối vào nhà mình. Mình sẽ bắn hắn thử. Ôi, mình không có mũi tên. Ồ, đây 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 đây, còn hai mũi trong ba lô nè. Hắn tấn công mình từ xa. Oh no. Hắn dùng một cách thần kỳ nào đó, hắn tấn công được mình các bạn ơi. Mình thì chưa đụng vô hắn được nữa. À, liên tục luôn. Không được, không được, không được. Mình mà quay về hướng hắn là mình sẽ bị dính sát thương. Ow. Thôi bỏ. Nghỉ chơi, bo xì. Yêu. Kinh thì chứ. Thôi, vô nhà thôi các bạn ơi. Ngoài này là toan đấy, không đùa đâu. Chú ý quan sát nha. Ok, clear. Trời ơi, ở dưới nhà mình có cái hang kìa. Cái ghê được chứ. Hồi nãy mình quên quan sát camera trước khi mà đi về. Ây, ẩu quá. Ok, em nâu nhà mình vẫn an toàn ha. Rồi, và chuyến đi này thành công nhất đó chính là mình đã mang tre về được. Nên là mình cũng tranh thủ trồng một ít để tí nữa nó mọc ra các bạn. Cái mình thu hoạch. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu
đem ra ngoài và trồng xung quanh á. Ê, ui, có những con nào nó rình ở ngoài nhà mình cơ. What? Cái quần đùi gì vậy? Ôi, có thôi đi không? Ủa, nó bỏ đâu rồi? Ui, mà cái vấn đề là cái thanh niên Slenderman này, hắn quyết định là không có đi chỗ khác luôn các bạn ạ. À, nè, hắn rình mò nhà mình hoài. Mặt của hắn thì mình không thấy rõ, nhưng mà hắn lúc nào cũng nhìn vô nhà mình hết á. Ui, ê, hắn tấn công mình. No, làm sao để tiêu diệt hắn đây? Ui, thánh thần ơi, còn thêm con gì nữa vậy? Mèn đét ơi, con Scout, con này là con Paladin. Oh gosh. Ừ, đúng rồi, mình sẽ dụ hắn lại đây để mình lợi dụng cái khe này mình đánh hắn. À, đây đây đây, Slenderman hả? Tới số nhẹ. Rồi rồi rồi, mình hạ được hắn rồi các bạn ơi. Tiếp tục là dùng trích lõ rồi. Hay quá. Cuối cùng cũng khỏe rồi. My gosh. An toàn các bạn ơi. Bây giờ việc của mình cần làm nhất đó chính là sửa lại giáp các bạn ạ. Vì sao chuyến đi vừa rồi số giáp của mình nó đã hư rất là nặng luôn, nhất là cái nón. À, để mình lên trên gác rồi đó. Cái đe mình để trên này. Ok, mình sẽ đầu tư cỡ 3 viên để sửa cái nón lại. Áo thì mình cũng sẽ cho cỡ 2 viên ha. Quần cũng 2. Và ổn 2 nốt luôn. Ui, nhưng mà không đủ kinh nghiệm. Thôi sửa tạm cũng được. Ok, giờ thì bộ giáp của mình nó đã cơ bản là... Ê, cái gì ấy? Wake up, Herobrine kêu mình thức dậy đi. Ôi, thôi. Tôi thích ngủ nướng đó rồi sao? Tưởng thế nào? Mình là dân chơi các bạn, mình trả lời là Herobrine luôn. Bạn bị kinh rồi. Hắn đâu rồi? Không biết hắn có lại đây hắn đọc không đó. Mày nó coi. Sắp tối rồi đó. Sắp tới nữa luôn rồi đó các bạn à. Để ví dụ một đêm nay mình không ngủ coi. Coi coi có chuyện gì xảy ra. Ê. Bình tĩnh man. Hình như ngày nào cái tên Vivili này cũng ghé nhà mình. Hắn cầm trên tay là cái gì vậy? Ê, hình như trên tay hắn là một cái đầu đúng không các bạn? What? Thấy mà ghê. Ok. Mình phải dụ hắn cái đã. Để một xíu cho hắn biến mất, chứ mình không dụ hắn là hắn không biến mất đâu. Đó, vậy là hắn đã biến mất rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ quan sát ở xung quanh. Tại vì lúc nãy á, trên đường đi mình gặp rất là nhiều sinh vật kỳ dị luôn. Ồ, có kẻ đột nhập các bạn ơi. Tên này cũng 500 máu nha, không ít đâu. Sao hắn nghi nghi em đâu mình không vậy ta? Ê, lại đây. Người có thể đánh ta chứ đừng hòng đánh em nâu nhà ta. Định làm gì em nâu nhà ta hả? Tên kia khô máu luôn, giáp lá cà luôn. Ui da, nó chọt đau quá các bạn ơi. Không ổn rồi. Ê, ui, trời. Công nhận chỉ mới một đêm thôi. Ôi, ôi sao mình lại bị tối sầm nữa rồi? Ê, con man được phốt. Ê, mình đánh không lại nó các bạn ơi, nó mạnh quá. Ôi, nó vô nhà được rồi. Ôi, bây giờ mình bị sao vậy? Hình như hắn ám ảnh mình các bạn ơi. What? Ok, hình như mình không mất gì hết hơn. Hắn không có làm gì đâu hết các bạn ơi. Ui, thức đêm là mình sẽ gặp cái con Manderfog ha. Kinh thiệt sự. Oh gosh.
Tác hại của việc thức đêm đó các bạn ạ. Chuyện Herobrine ở đằng kia nữa kìa. Ê, gì vậy? Thôi, đủ rồi. Mình quên ta, mình có cái đồ theo dõi camera mà. Mình đi ra ngoài làm chi? Mình đứng ở trong mình dòm nó an toàn hơn nhiều. Đó, vậy là mình có thể quan sát được xung quanh á. Ê, Uh-oh. Con gì nữa vậy? Ơi, sao gần nhà mình càng ngày xuất hiện nhiều cái thứ rất là kỳ lạ các bạn ơi. Mình quan sát thử ơi, xung quanh đây còn con nào không? Ê, có cái con. Con gì kìa? Nó có cặp mắt đỏ chứ không phải là một cặp mắt màu trắng giống như Herobrine. Ây da, thật sự màn đêm cực kỳ đáng sợ các bạn ơi. Mình nghĩ chúng ta thức cũng đã đủ rồi đó, chắc phải đi ngủ thôi. Sáng dậy còn tranh thủ đi tìm thêm kim cương nữa. Hôm nay mình sẽ đặt ra mục tiêu là mình sẽ tìm đâu đó cỡ 10 viên kim cương ha. Mỗi ngày cày thêm một ít các bạn. Và trước khi đi thì mình sẽ enchant để coi được không cái đó. Tại mình tính ép hai quyển sách này vô giáp của mình nè. Đầu tiên là cái nón đào nhanh dưới nước. Thử coi. Ui, 3 cấp lận. Thôi, xíu đi mai về có kinh nghiệm mình ép sao ha. Giờ thì đi thôi các bạn. Lần trước thì mình đã đào theo đường thẳng mà có vẻ không hiệu quả lắm. Bây giờ mình sẽ đào ngang đi. Hy vọng là sẽ có tiến triển hơn ha. Từ. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được kim cương và 7 viên. Ok. Nhưng mà hướng trước mặt là hồ nhung nham rồi. Quay lại đổi sang hướng khác thôi các bạn. Tiếp theo. Mấy quặng đây? Ồ, 2. Có 3 không? Ồ, có 2 quặng à. Và được thêm 2 viên các bạn ơi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Có lẽ nào phía trên mình là biome deep dark không? Ê, sợ nha. Ê, sao tự nhiên tối thui hết trơn vậy? Ủa, còn có âm thanh kỳ lạ nữa. Ui, thiệt rồi các bạn ơi. Phía trên này là... Ê, qua đỉnh. Đúng không nhỉ? Ê, qua đỉnh thiệt. Ow. Ơ kìa. Trời. Này ní, ở dưới cái đường đào mình là một thành phố cổ xưa luôn ạ. À, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ. Rồi, mình đã... Ok, không có mắc viên kim cương nữa hết. Thôi, quay xe các bạn ơi. Quá đủ rồi. Ê, còn có nhung nham nữa. Trên đầu mình là kim cương. Ê, nhưng mà... Ui, cái chỗ này khó ta. Từ, vậy là chắc ở trên này nó có cái hồ nhung nham á các bạn. Ủa, sao tự nhiên mình tối tối vậy? Ủa, tại sao lại có cái mặt của cái con Manderford ta? Ủa, ở đây cũng có nhung nham. Rồi, ngang đây là đẹp ha. Ok, vậy là số kim cương kia nó nằm ở dưới cái hồ nhung nham này các bạn ạ. Ok, giờ thì chúng ta đã an toàn để đào kim cương được rồi đó. Được à. Ê. Quất. Ây da. Được 5 viên các bạn ơi. Ê. Ê, cái con Yeti. Cái con có mắt đỏ đó là con Yeti các bạn ơi. No. Ui. Ui không. Cố lên. Mình cứ gắng chống đỡ. Khoan mình rồi.
Mình vẫn còn sống các bạn ơi. Thôi. Lên các bạn ơi. Quá đủ rồi. Áp lực thiệt sự. Trời đất ơi. Thì ra bây giờ trời tối bảo sao. Thôi đi ngủ liền. Cho trời sáng lẹ các bạn. Để mình còn đi lấy tre để đặt ở xung quanh cái căn cứ của mình á. Vậy là xong nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ đặt cho những cái cây tre này nó sát với cái block bên trong nhất có thể ha. Đó, kiểu như nó bao bọc thêm ở bên ngoài vậy đó các bạn. Mình nghĩ như vậy là nó sẽ giúp cho căn cứ của mình nó kiên cố hơn và chống được một số cái con quái vật ghê mà nó muốn tấn công nơi ở của mình á. Hiện giờ thì mấy cây tre này nó mọc chưa có đều lắm các bạn, nhưng mà không sao, từ từ thì nó cũng sẽ mọc cao dần đều với nhau thôi. Lúc đó thì đấy, căn cứ của mình kiểu như có thêm một lớp nữa. Ngoài ra thì các bạn có ý tưởng phòng thủ căn cứ nào hay ho thì cứ góp ý ha. Mình xem trong khả năng của mình sẽ cố gắng thực hiện để chúng ta giúp cho nơi ở của mình nó an toàn và chống được nhiều cái con quái vật nguy hiểm trong màn đêm hơn. Nói chung thì hôm nay là một ngày mình cảm giác là mình đã trở lại với việc ăn hành rồi, mà còn ăn hành nhiều là đằng khác nữa. Nhưng mà đó chính là động lực để sắp tới chúng ta phải cố gắng mạnh hơn để có thể bảo vệ căn cứ và bé nâu trong nhà ha. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit cũng như là mua unit toilet á thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cuộc hành trình From the Fog. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.